chắc chắn là bạn không thể né tránh cái sự trì hoãn mãi mãi được, bởi vì tiền không phải tự bay vào túi và cái máy hút bụi không thể nào tự nó mà đứng dậy hút bụi nhà cho bạn được, đúng không? Xin chào, lại là bạn thân của các bạn đây. Và có bao giờ các bạn cảm thấy giống như mình, đó là khi các bạn càng muốn một cái điều gì đó ở trong cuộc sống thì cái điều đó lại càng có cảm giác như là nó rất là xa vời không? Bất kể cái mục tiêu của bạn là gì, bạn muốn hoàn thành luận án, bạn muốn đậu đại học, bạn muốn trở thành vận động viên, bạn muốn có một cái sự nghiệp thật là tốt trong tương lai. Ngày hôm nay bạn xem một cái video ở trên YouTube, bạn đọc một cuốn sách, bạn xem một cái tiểu sử của người nổi tiếng, bạn cảm thấy khí thế hừng hực. Để rồi ngày hôm sau khi mà bạn cần phải nhấc cái mông lên và bắt tay làm một điều gì đó để bước gần hơn đến cái mục tiêu của bạn, thì bao nhiêu động lực của bạn bay đi mất và cuối cùng thì bạn không làm gì hết. Nếu mà bạn đã trải qua cái cảm giác này rồi thì xin chúc mừng, bạn vừa mới được kết nạp vào hội những người thích trì hoãn cùng với mình. Không ít thì nhiều, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải đối mặt với sự trì hoãn. Và cái video này không được làm ra để chia sẻ những cái phương pháp hay là những cái cách để vượt qua sự trì hoãn, mà mình nghĩ là mỗi người chúng ta đều sẽ có câu trả lời của riêng mình khi mà tụi mình hiểu được cái cơ chế hoạt động của vấn đề. Sự trì hoãn không hẳn là xấu, mà đôi khi nó còn là một điều tốt nữa. Còn tốt như thế nào á thì mời các bạn xem tiếp. Sự trì hoãn luôn có mặt mỗi khi bạn muốn làm một cái điều gì đó năng suất. Và dù cho bạn có nhận là nó hay không, thì có một nguồn lực từ phía bên trong đang chống lại cái sự quyết tâm của bạn. Và bởi vì nó là một nguồn lực và nó đang chống cự, cho nên là mình sẽ gọi nó là kháng lực. Mỗi khi bạn muốn cầm cây viết lên, thay đồ đi tập thể dục hay là mở sách ra học bài, thì kháng lực sẽ ở đó len lỏi vào trong đầu bạn và tìm cách khiến bạn dừng lại. Đó là lý do mà bài luận của bạn mãi chưa viết xong trang đầu, cơ bụng của bạn thì vẫn còn đang rất là ấm áp và thoải mái ở phía sau lớp mỡ, và trước ngày kiểm tra thì bạn mới học vội được vài chữ. Vậy thì cách thức hoạt động của kháng lực là như thế nào? Ví dụ như là bạn đang nằm phè ra chơi với mèo và bạn chợt nhớ ra là bạn còn 5 trang tài liệu cần phải hoàn thành và ngày mốt thì là deadline. Lúc này bạn sẽ dừng cái việc sờ mèo lại và bắt đầu cảm giác có một cái sự căng thẳng dâng lên ở trong đầu. Chỉ nghĩ đến 5 cái trang tài liệu đó thôi thì cái não của bạn nó bắt đầu nhức nhức. Đơn giản là bởi vì nằm sờ mèo là một cái trạng thái rất là dễ chịu và cơ thể của bạn đang vô thức chống lại cái sự chuyển đổi trạng thái từ nằm sờ mèo sang một cái việc khó chịu hơn, đó là ngồi xuống làm bài. Con người chúng ta là một cái loài rất là lý trí, cho nên bạn sẽ bắt đầu tìm cách lý giải cho cái sự khó chịu này cũng như là những cái lý do để bao biện cho chính bản thân mình. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ là cái tài liệu này tổng cộng 6 trang, bây giờ chỉ còn 5 trang thôi, bởi vì tuần trước mình đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành trang đầu tiên rồi và ngày mốt mới nộp mà. Mình còn hôm nay và ngày mai thì hôm nay mình nghỉ cũng được. Với lại trong học kỳ này thì mình mới nộp trễ bài có 2 lần thôi, vậy là tiến bộ hơn học kỳ trước nhiều rồi. Thôi, ngày mai mình mới bắt đầu làm. Và cuối cùng thì có nhiều khả năng là bạn sẽ nằm chơi với mèo suốt cái ngày hôm đó và ngay cả buổi sáng ngày hôm sau cho đến vài giờ đồng hồ trước khi mà bạn phải nộp bài. Bạn càng muốn điều gì đó thì kháng lực sẽ càng lớn. Bạn sẽ không mở cửa quán cà phê của mình cho đến khi bạn tìm được màu tường ưng ý, bộ bàn ghế có cái chiều cao hoàn hảo và loại thức uống ngon nhất thành phố. Bạn sẽ không dám ghi danh nói trước đám đông bởi vì bạn sợ không biết người khác sẽ nghĩ gì. Và bạn sẽ không dám tỏ tình bởi vì bạn sợ bị thất bại. Chính bản thân mình trước đây cũng đã ngồi sửa đi sửa lại cái hồ sơ xin việc bởi vì mình rất là sợ một cái lỗi nhỏ sẽ làm cho cơ hội của mình vụt mất. Và mãi thì mình cũng không gửi cái hồ sơ xin việc đó đi đến nhà tuyển dụng. Hay là khi mà mình bắt đầu làm cái kênh YouTube này thì mình cũng đâu có biết trước được cái phản ứng của các bạn sẽ như thế nào. Các bạn có thích những cái video của mình hay không? Mình đã chờ đợi rất lâu, mình muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, muốn âm thanh ánh sáng thật là tốt, máy móc thật là xịn và nội dung của mình phải rõ ràng từng câu từng chữ. Cuối cùng thì mình vẫn mãi chẳng đụng vào cái máy ảnh để quay cái video đầu tiên. Sau này nhìn lại, mình nhận ra tất cả những cái sự cầu toàn đó, tất cả những cái nỗi sợ đó chính là kháng lực. Kháng lực sẽ không bao giờ mất đi và bất cứ ai trong chúng ta cũng phải đối diện với nó hàng ngày. Kể cả những người đã có những cái thành công nhất định ở trong cuộc sống thì khi mà đứng ở đằng sau cánh gà trước một cái màn trình diễn hay là một buổi thuyết trình, họ cũng cảm thấy lo lắng chứ. Nhưng cái điều khiến họ trở nên khác biệt đó là họ cứ bắt đầu làm thôi. Có một điều rất là thú vị mà mình nhận ra rằng cái sự khó chịu và sự đáng sợ được tạo ra bởi sự trì hoãn thực chất lại không nghiêm trọng đến thế. Tập thể dục thật ra lại không mệt mỏi và đau đớn như là mình nghĩ. Khi mà bạn đã đến phòng tập rồi, bạn sẽ tận hưởng được cái sự hoạt động của cơ bắp và cái đích đến với thể hình của bạn nó đang ở gần hơn ở trước mặt.
khi bạn ngồi xuống và bắt đầu viết thì cái ý tưởng, cái cảm hứng và chữ nghĩa bắt đầu chảy ra và bạn đang đến gần hơn đến cái trang cuối của bài luận bạn cần phải làm. Khi mình bước lên sân khấu và bắt đầu bài nói của mình, sự nhiệt huyết và năng lượng sẽ dần chảy vào trong máu và lúc này mình sẽ bắt đầu tận hưởng được cái sự kết nối với khán giả bên dưới. Khi bạn hiểu được bản chất của sự trì hoãn chỉ là một hiện tượng tâm lý được tạo ra để ngăn bạn tiến về phía trước, để sống cuộc sống bạn chưa từng được sống, để đạt được những thành tựu của những người mà bạn luôn ngưỡng mộ. Họ khác bạn bởi vì khi họ cảm giác được cái sự hiện diện của kháng lực thì họ sẽ tự động vượt qua nó để làm được cái điều mà họ cần làm. Đây chính là điểm tốt của sự trì hoãn mà mình muốn nói đến. Cái gì càng hiếm thì càng quý giá, và những người dám làm những điều mà người khác không làm sẽ nhận được những gì mà người khác không có. Trong khi phần lớn mọi người đang bị trì hoãn bởi kháng lực thì có một số ít đang vượt qua nó hàng ngày. Ý mình muốn nói ở đây là sự trì hoãn chính là mũi tên chỉ đường cho bạn. Khi bạn đang cảm thấy muốn trì hoãn một điều gì đó và kháng lực đang chống lại bạn thì điều bạn cần làm chính là làm nó ngay thôi. Từ những việc nhỏ xíu như đứng dậy dọn nhà cho đến những việc lớn hơn như là nộp đơn xin việc, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, bạn dần dần sẽ đạt được những điều mà bạn muốn. Có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là làm sao để giỏi, làm sao để giàu, làm sao để sống một cuộc sống đáng sống, làm sao để biết mình cần phải làm gì, thì đây chính là câu trả lời của mình. Hãy nghe theo sự trì hoãn. Mỗi khi bạn cảm thấy kháng lực thì đó là việc bạn cần làm. Việc càng quan trọng thì kháng lực càng lớn, và hãy tận hưởng quá trình của mình, vì thực chất thì nó thú vị hơn là sự lo sợ của bạn rất là nhiều. Hãy cứ làm thôi, bởi vì hoàn thành thì hơn là hoàn hảo mà.